nhất 10 người bị thiệt mạng sau khi xe bus rơi khỏi cầu tại Mạn Đông, Ấn Độ. Ít nhất 10 người đã bị thiệt mạng và 46 người khác bị trọng thương tại tiểu bang Odisha thuộc Mạn Đông, Ấn Độ sau khi chiếc xe bus chở họ bất ngờ bị mất kiểm soát tay lái và lao xuống một con sông khô gần thành phố Cuttack. Dựa vào thông tin ghi nhận từ sở cảnh sát thì tai nạn đã xảy ra khi xe bus đang di chuyển trên cầu thì bất ngờ bị một con trâu băng qua đường làm mất kiểm soát, sau đó rơi xuống sông ở độ cao 30 feet. Quá trình giải cứu đã ngay lập tức tiến hành và những người bị thương đã được đưa bệnh viện lân cận điều trị. Số người bị thương vong hiện đang được dự đoán sẽ tiếp tục leo thang. Các vụ tai nạn chết người thường xuyên xảy ra tại Ấn Độ, nơi luật lệ giao thông lỏng lẻo và đường xá ít khi được trùng tu. Theo thống kê, trong năm 2017, trung bình có khoảng 20 người bị thiệt mạng vì tai nạn giao thông vào mỗi giờ đồng hồ tại quốc gia Nam Á này.